Bốn đồ dùng được coi là ổ vi khuẩn, chúng ta cần phải được thay mới thường xuyên. Có những thứ bẩn gấp 17.000 so với bồn cầu, và mỗi gia đình đều phải sắm nhiều cái vật dụng cần thiết này phục vụ đời sống sinh hoạt. Nhưng mà thế nhưng có một số những cái sản phẩm đã cũ này có dấu hiệu hỏng hóc mà nhiều người vẫn cố gắng tận dụng, sử dụng lại. Và điều này rất dễ khiến cho sức khỏe của bạn và gia đình ảnh hưởng nặng nề. Trên thực tế, có một số đồ vật chứa nhiều vi khuẩn thường trú trong nhà chúng ta mà chúng ta không biết. Và đầu tiên đó chính là thớt. Đây là một vật dụng phổ biến có mặt ở mọi nhà, mọi gia đình, không thể thiếu trong các gian bếp của chúng ta, đúng không ạ? Và hiện tại trên thị trường bày bán rất nhiều các loại thớt làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như là nhựa này, gỗ này, silicon, có cả đá hoặc là thủy tinh. Tuy nhiên, dù chúng ta dùng thớt có chất liệu nào thì cũng cần thay thớt mới sau một khoảng thời gian, một năm sử dụng, đặc biệt là những loại thớt làm bằng gỗ. Do thì khi mà chúng ta làm sử dụng thớt ấy, lâu dần thì chúng ta sẽ bị mục nát, và khi mà chúng ta thì vào môi trường ướt ấy, rất dễ gây lấm mốc này, tác động thì xấu lên sức khỏe con người. Thông thường chúng ta nên thay thớt sau một thời gian sử dụng, mọi người nhé. Các chuyên gia thì cũng khuyến cáo là gì, chúng ta nên mua thớt mới khi mà thớt ấy xuất hiện nhiều cái rãnh sâu này và có mùi, và đấy là những cái ổ vi khuẩn phát triển. Và ngoài ra thì chúng ta nên gì, có hai loại thớt, một loại là thớt đồ chuyên đồ sống và một loại thớt chuyên đồ chín. Và sau khi sử dụng xong là mọi người nhớ vệ sinh sạch sẽ và để nơi khô ráo thoáng mát nhé. Thứ hai đó chính là gối. Gối giúp bạn ngủ ngon, đảm bảo chất lượng giấc ngủ chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên nhé, nhiều người không vệ sinh gối đúng cách, hoặc là dùng một chiếc gối quá nhiều năm sẽ phải tiếp xúc với rất là nhiều vi khuẩn mà chúng ta không ngờ. Một cái nghiên cứu người ta thực hiện bởi viện cái gì Spencer của Anh, cái lượng vi khuẩn đặt trên vỏ gối không giặt một tuần thôi đã hơn hệ vi khuẩn cả bồn cầu đến 17.000. Con số thật là khủng khiếp phải không cả nhà. Và các chuyên gia cũng khẳng định là chúng ta làm ngủ da này chết để mồ hôi để kem dưỡng da vẫn còn đọng trên cơ thể và sẽ ngấm dần vào vỏ chăn, vỏ gối. Nếu như chúng ta không giặt giũ thường xuyên thì có thể gây ngứa ngáy này, kích ứng da. Và chưa hết, gối sử dụng lâu không được thay còn có nhiều loại vi khuẩn này, nhiều loại nấm ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của chúng ta và gây gì nguy hại đến thì đều đường hô hấp này và ảnh hưởng cơ thể. Và nhìn chung chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ chăn ga gối đệm thường xuyên để tránh tích tụ cái lượng lớn vi khuẩn. Và bên cạnh đó, một năm chúng ta nên thay gối mới một lần để đảm bảo cơ thể không bị tác động tiêu cực bởi những loại lấm mốc, những loại chất độc. Thứ ba đó chính là khăn lau bếp. Và không gian bếp của chúng ta thì luôn được làm sạch sẽ bởi những khăn lau. Nhưng mà tuy nhiên, những khăn lau nếu không được thì vệ sinh sẽ đây là những ổ của những vi khuẩn. Do vậy, hàng tháng thì bạn nên thay khăn lau mới để đảm bảo có thể loại bỏ vi khuẩn. Những cái món đồ này có giá thành khá là không cao nên là bạn đừng tiếc vì nó sẽ mang lại nhiều vi khuẩn và ảnh hưởng tới cái không gian bếp nhà bạn. Và thứ tư đó chính là chảo chống dính. Mỗi gia đình đều sử dụng chảo chống dính đúng không ạ? Vì nó rất là tiện dụng, mang lại nhiều cái lợi ích. Nhưng mà tuy nhiên, nếu như chảo chống dính có những dấu hiệu bong chóc này, hết lớp chống dính thì khiến đồ ăn bị cháy không bắt mắt thì bạn cần phải thay mới. Và lúc này chảo dễ làm sản sinh ra những cái chất độc hại ngấm vào đồ ăn thức uống và chúng ta bị nhiễm những cái chất đó, nguy hiểm tới sức khỏe. Để chảo mà chống dính được bền thì chúng ta nên sử dụng vải mềm để rửa chảo, và tuyệt đối nhé, không được sử dụng vật sắc nhọn này đâm vào chảo này, không rửa chảo khi còn nóng, là những cách để giữ cho vật dụng này bền hơn mọi người nhé. Cả nhà nhớ lưu lại và để chúng ta giữ gìn sức khỏe của cả nhà.